Quả là một ngày đẹp trời anh em à. Tôi quyết định làm một thứ gì đó to lớn. Đó chính là tôi sẽ làm streamer. Nhà tôi giờ vẫn chưa có gì hết anh em à. Còn khá là bừa bộn, chưa set up được cái gì hết. Cho nên là tôi quyết định sử dụng căn phòng này để tôi set up một cái gọi là góc để tôi chơi game anh em. Và để nó vô hôi vô lý xíu, nhưng mà để đây cho nó ngầu anh em. Cái kệ ở đây ok, ngầu rồi đó. Trong đây có tấm poster này, để ở đây. Ồ, hợp lý không? Giường ở đây là ok rồi anh em. Nhưng mà giờ tôi sẽ cần set up một cái máy tính. Rồi tôi cũng đã đi mua một cái máy tính rồi. Hay nhưng mà cũng khá là yếu luôn á. Có 50GB thôi. RAM gì kia chứ có gì. Cạc màn hình cũng chỉ có 1GB thôi anh em ạ. Khá là bèo nhiều. Mắt mày bị đuôi không? Ủa mày sẽ làm streamer đấy. Bớt tung tung lại đi nha. Anh em có thể hình dung ra được tôi sẽ để bàn phím ở đâu không? RAM hả? Tôi sẽ đặt thùng máy trước. Thùng máy ở dưới đi. Tại trên hết chỗ rồi anh em. Đấy. Tôi sẽ bỏ một cái này là gì? RAM hả? RAM này, HDD này, kẹt màn hình. Hiện tại trong túi tôi là có 816 đô đủ để nâng cấp. Nhưng mà nâng cấp chưa được nhiều đâu anh em. Tôi sẽ đi làm một số chuyện để có nhiều tiền. Tôi nâng cấp một cái máy tính xịn. Phim cho nó mượt mà anh em. Đây, phim để xéo xéo. Ghế nó sẽ để ở đây. Đấy, anh em có hình dung là được cái gì đúng không? Yêu quý vô cực đó. Ngầu liền. i3 chỉ có 1.1 Hz thôi anh em ạ. Đó là lý do tại sao tôi cần nâng cấp cái ghế. Ghế nhựa mà em thủ nghèo mà anh em, cũng ổn đi. Chạy rồi đấy, ngon lành canh đào đi. Mà chắc đợi mấy ngàn năm nữa anh em ạ. Thì tôi thấy kế bên chỗ tôi thì có cửa hàng Amazon. Thì qua coi thử coi ra sao anh em, bán linh kiện không à. Chán nhờ, khá là mắc luôn ấy. Gamer này, cái này cho gamer 168 đô. Này là mainboard, ngon. Cây máy tính cũng ổn, mắc đấy. Cạc màn hình này, chúng ta sẽ cần RAM anh em ạ. Đây RAM, khá là mắc luôn đấy. 1TB nè, mắc đấy, từ. Chung là tôi sẽ đợi tôi có 1.000 đô là tôi sẽ nâng cấp luôn anh em. Lên trang web Fastnet. Tại vì là tôi chưa đăng ký mạng, cái mạng còn khá là chậm nên là tôi sẽ đăng ký cho nó nhanh lên một chút xíu. Em có thể thấy cái thanh ở dưới chạy khá là chậm luôn. 4 ngày, 20 đô sẽ 4 ngày, 30 đô cái này nhanh nè. Có vẻ cái này nhanh, diamond luôn. Nhiều phải cần có mạng hết anh em ạ. Cái này là trang web stream hàng đầu trong game. Giờ tôi đã có tài khoản rồi đấy anh em ạ. Tôi có sẽ stream được rồi đấy anh em. Nhưng mà giờ tôi sẽ mắc tiểu quá. Không thể tin được, mới ngồi tí xíu mắc tiểu. Đây là nhà vệ sinh mà đúng không? Sao lại đứng đây nha? Em không cho anh nhìn đâu. Đóng cửa lại. Bớt nhìn lén lại nha anh. Có vẻ là tôi cần 10 đô. Làm tiền chứ anh. Anh phải bảo vệ ở đây không? 10 đô cho một lần đi vệ sinh. Hey, cái thành phố tôi khá là làm tiền luôn anh em ạ. Có vẻ là đói rồi. Ăn kem. Chỗ tôi chỉ có kem thôi đấy anh em, cuộc sống. Giờ tôi sẽ đào gọi là một cái OBS. Có vẻ là trong đây sẽ có game đấy. Nên đào luôn anh em. Trong lúc nó đào loát thì tôi sẽ kiếm một cái microphone để tôi có thể nói được. Tôi chỉ còn 405 đô thôi, khá là nghèo. Nên là mua một cái rẻ rẻ khi nào mà nó xịn xịn lên xíu rồi à. Mua cái xịn sau anh em ạ. Như là cái 250 đô, 185 đi. Kệ, cũng ổn mà anh em. Trong lúc chờ đồ ăn thì tôi có vài thứ cho anh em xem. Bài bill là gì? Thuốc à? Tao bị bệnh đâu, mình thấy cái súng hơi sợ nha. Thôi đi. Và đây là cái chạm xăng nè anh em, nếu tôi không nhầm. Và đây là gì nha? Dinner. Chỗ này không biết có ăn được hay không, không biết có làm cái gì được hay không, hay là tôi vô đây tôi bán ha. Có vẻ là đóng cửa rồi anh em à, chả thấy gì hết. Mấy này vẫn vô. Nói chung là nghèo khó cũng phải đi nhặt rác thôi, cuộc sống mà. Ở đây là chỗ bán mèo. Giờ tôi khá là nghèo nên là không có mèo để nuôi. Không biết có thức ăn chết chưa ta. Có rồi anh em. Hai hũ cách. What the f*** cat food? What? Đùa nhau à? Cách phút. Anh em có thể biết là nói chung là đi ra ngoài kia đi vệ sinh thì tốn 10 đô. Khá là mắc nha. Đi vậy chắc mạt nghiệp luôn á. Nên là tôi sẽ quyết định tôi lên tôi mua một cái gọi là toilet cái này. 215 đô. Giờ chờ nó giao hàng tới thôi anh em. Giờ tôi sẽ đi ngủ. Hẹn gặp anh em vào ngày mai nhá. The next day. Tôi sẽ kiếm việc làm thêm trên đây coi nó sao. Tại mạng tôi cũng mạnh nên là tôi cũng phải tận dụng nó anh em à. Freelancer có vẻ nghe hợp lý này. Là coding hả? Tôi biết ít kiến thức về coding nên là tôi sẽ nhận em cứ xem nhá. Tango down. Amazon, tôi sẽ mua một cái quạt 150 đô còn lấy anh em. Ôi mua vậy là nó nóng quá, không thể chịu nổi luôn. Có vẻ là sau một đêm mà tôi làm coding thì giờ máy quạt nó mới tới. Nếu mà máy quạt để gần cái mic quá nó sẽ ồn anh em ạ. À. Quạt nó bị tật nguyền hay sao ấy. Đấy, nhiệt độ đó có vẻ là giảm xuống anh em ạ. À. Hồi xưa anh em có làm mấy trò đó không? Nhưng mà tôi có đấy. Có vẻ là sáng nay ăn một cái gì đó nó ngon ngon một chút xíu anh em ạ. Dù sao thì tối hôm qua tôi cũng làm nhiều rồi. Cho nên là tôi sẽ đi kiếm việc làm 6 đến 18 giờ. Ơi cái này ngon hơn nè. Tôi sẽ chờ tin nhắn chỗ việc làm của tôi, nó nhắn tin cho tôi ấy. Thì vẫn chưa có tin nhắn nào hết. Trong lúc đó thì tôi thử stream anh em ạ. 3, 9, 3, 4. Approve. Yep, tôi sẽ để là test stream. Drop. Thế à? Nói chung là được 2 người xem anh em ạ. Legend is back. Tới nay giờ tao mới stream luôn ấy. Kêu tao Legend. Ban chết bà mày.
Hình như có tin nhắn đi làm rồi. Thôi tao đi làm nha, bye bye. Tao shop stream đây. Còn game thì để nó đau anh em à. Giờ tôi sẽ đi làm. Tôi không muốn tốn xăng đâu anh em à. Nên là có đường rừng thì đi đường rừng. Ôi ôi ôi. Đường đi làm gian nan thế nha. Ôi 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 ôi. Không, đây là cái chỗ mà tôi có thể đi câu cá mỗi ngày đó anh em. Tôi chạy đường này là tôi tính hết rồi. Mà câu cá thì nước thấp chủng vậy sao câu. What the hell. Ôi 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 ôi. Hồi nãy xe xém lật rồi anh em ạ. Đây là tôi sẽ vô thành phố tôi làm. Cảnh thành phố khá là nhộn nhịp anh em ạ. Bóp kèn sao ta, nó dám bóp kèn tôi kìa. Đây tôi sẽ làm ở đây. Tôi sẽ làm công việc là vận chuyển hàng hóa. Đấy, vừa chạy tới làm ok luôn. Tôi sẽ được 92 đô cho một công việc. Anh em có nhìn thấy gì không? Tôi vừa tính ra đi làm mà xe tôi nó dậy sao làm. Nào chứ ác chứ ta. Hay là nó nghĩ là tôi nổi tiếng quá rồi anh em à. Mày đúng không, mày đúng không? Bó cày thích nha. Ừ đúng rồi, ok ok ok. Đi làm thôi anh em à. RAM hả? 100 holy moly holy moly. Đùa nhau. 3GB thôi mà 750 rồi anh em à. Mắc thế, kẹt màn hình đâu nha. Có vẻ cái này được nè anh em à. 500, 3GB. Ổn đấy. Này đi, tôi sẽ đi mua cái này anh em à. Trong tài khoản của tôi sẽ còn 236 đô mà cũng ổn đấy. 3:28 AM. Cạc màn hình tôi mới tậu nè anh em ạ. Ổn không, ổn không. Có thức ăn luôn anh em ạ. Có vẻ là tôi sẽ mua thêm một cái RAM nữa. Mua thêm một cái RAM nữa là ok. Có vẻ là stream được rồi đấy. Đấy, mấy cái này là thức ăn dự trữ của tôi đây. Để cho mấy ngày stream. Rồi, ngầu lên, ngầu lên, ngầu lên. Có vẻ là tôi vội quá anh em à. Anh trai ơi, anh trai đừng có ăn vạ nữa nha anh trai. Em biết anh trai đang ăn vạ mà. Vẫn cục đầu hít đất vậy chứ. Hít đất ở chỗ đông người không tốt đâu. Em đi á. Cấu hình như thế này tôi có thể stream được rồi anh em à. Để tôi có thể thử không. Tôi sẽ thử stream bắn game coi sao anh em. Hello mọi người. Mọi người vô xem tôi bắn Counter Strike nè. Thế à. 2 người, 4 người đang xem nè. Anh em đang stream khá là mượt mà luôn. Sao kêu drop thế nào. Tôi nhớ tôi có 2 cái cạc màn hình luôn mà ta. Sao nó vẫn lag thế nhỉ. Lần đầu tiên tôi stream game đấy anh em à. Nên là không có kinh nghiệm. Sắp chết rồi. Spam hả? Bố mày bàn mày. Tôi được đồ này rồi anh em. Mày. Ôi, nó bắn tôi thế. Nên là tôi giết nó luôn ấy. Vô lý. Tôi chết rồi nha anh em. Stream chỉ đến đây thôi. Bye bye anh em. 8 người follower anh em. Và 1 người đăng ký. Và được 1,5 đô tiền đồ này. Wow. Như tôi quên cả giờ làm rồi anh em. Từ từ. Cái gì cũng phải từ từ thôi. Và thật sự là tôi đang bị bệnh. Thì hôm qua giờ tôi ho khá là nhiều nên là tôi phải đi mua thuốc anh em. Có vẻ là sẽ đỡ hơn rồi đấy. Và tôi sẽ có thể đi làm và mua thuốc hết 200 đô đấy anh em à. Mắc thật sự. Hồi nãy tôi đi làm quên đổ xăng anh em. Chết. Không biết chỗ này có đổ chỗ đổ xăng không thì tôi không biết. Ê, để bỏ này gọi lên coi có cái chỗ đổ xăng không anh em à. Mà cũng tới cái chỗ làm việc của tôi rồi. Station. Đây, một trạm đổ xăng ở bên đây lận à. Xa thế. Giờ tôi sẽ vô làm việc trước cái đã rồi tôi sẽ đẩy xe anh em à. Đấy. Vậy. Em đâu có đổ lộn chỗ rồi anh. Em hết xăng rồi này. Tôi phải đi đổ xăng thôi. Mà tôi có thể mua xăng được không anh em? Còn đúng có một cái rồi đấy. Nope. Đâu ra thằng nào tung đích tôi đấy anh em à. Nên là tôi được di chuyển một chút xíu. Chạm xăng. Chạm xăng, chạm xăng. Come on, come on. Tôi ở đây nguyên cả đêm luôn đấy anh em à. Chỉ để dẫn chiếc xe này tới chạm xăng này thôi. Lâu vai ra luôn. Come on, come on. You can do it man. Well. Đổ luôn, đổ full luôn. Cây thật sự. Cái sáng ngủ dậy là 2 cái bill. Phải trả anh em ạ. 30 đô. Mắc thế. Sắp hết tiền luôn rồi. Tôi chỉ còn có 15 đô trong thẻ thôi. Tôi sẽ lên stream talk show vào buổi sáng anh em ạ. Hello anh em. Anh em ơi, vô xem stream của tôi đi nào. No 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 no. Bạn hết bố mày ban, bố mày ban. Sao 2 người đang xem thế nha. Chửi cực. Bố mày đã nâng cấp ở đây. Donate for more content. À, mày. Bố láo. Bạn mày nhá. Như có người donate anh em. Tôi kêu nó donate thiệt. Dashboard 5 người theo dõi. Drop hả? Drop. Ôi mày bạn hết. Don't show the IP address. Ok, ok. Mày cứ... Ê, 10 người đăng ký rồi anh em à. 10 người đăng ký. Ok, 11 người rồi. Có vẻ là hôm nay tôi sẽ đi ăn mừng 10 người của tôi anh em à. Shop stream nhá. Ok, ok, ok. Xe đâu, xe đâu. Xe là full xăng rồi đúng không? Ăn cái đã, ăn cái đã, ăn cái đã, ăn cái đã. Uống nước vô.
What the hell? Như ta bị nợ ngập đầu rồi đúng không ta? Tính tối nay đi quẩy mắc kỳ vậy ta? Làm ra là 196 đô liền. Phóng hòa luôn chứ sao giờ. Quẩy thôi. Hôm nay Toby đi vào lớp. Wow,